Cô ấy không thể tự mình mở toang cánh cửa kia ra để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng cô ấy không đầu hàng số phận vì tin rằng khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đôi chân chưa bao giờ bước đi, cánh tay chưa bao giờ giơ cao và cơ thể chưa một lần biết đứng dậy. Giống như anh trai Công Hùng, Vân bị bại liệt từ nhỏ do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Nhưng khi ngón tay chạm vào bàn phím máy vi tính, Vân chợt nhận ra rằng công nghệ thông tin chính là chìa khóa mở cửa cuộc đời của mình. Với Vân, chiếc xe lăn đã trở thành người bạn đồng hành trên từng bước đường cô đi. Con đường từ nhà đến nơi làm việc hàng ngày cũng chính là con đường thân thuộc nhất với cô. Hiện nay, Vân đang là nhân viên của công ty eShopFlow, một công ty Đan Mạch chuyên cung cấp các sản phẩm đồ họa cho những tổ chức bất động sản nước ngoài. Để có một vị trí như ngày hôm nay, Vân đã trải qua một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc. Với tinh thần lạc quan được đặt lên hàng đầu, mang theo niềm đam mê công nghệ thông tin, Vân rời quê hương xứ Nghệ ra Hà Nội học tập tại các trung tâm suốt 2 năm trời. Nhờ sự chịu khó cần cù và tư chất thông minh, Vân đã bước vào thế giới của công nghệ thông tin nhanh hơn cả người bình thường. Sau khi học xong, Vân đã tự tin nộp hồ sơ xin việc tại công ty eShopFlow và đã được nhận vào. Khi được hỏi cảm xúc của mình về cô nhân viên đặc biệt này, ông Thomas, giám đốc công ty bày tỏ: "She has a very special personality. Mặc dù là người khiếm khuyết về mặt hình thể, nhưng lúc nào Vân cũng rất vui vẻ, chủ động và làm việc chăm chỉ, hòa nhập với tập thể. Cô ấy rất tích cực làm việc cho sự phát triển của công ty và công việc cũng đã đem lại cho cô ấy rất nhiều điều thú vị. Cô ấy đã khiến cho chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về sự chủ động hòa nhập với cộng đồng của mình, về tinh thần và thái độ của cô ấy dành cho công việc." Chị Thảo Vân thì là một người khuyết tật, sức khỏe của chị không bình thường, không đầy đủ như những người khác ở trong công ty. Nhưng mà trong cái công việc, việc làm của chị rất là cố gắng, làm việc hết sức mình. Và mình cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà, rất là may mắn khi mà được làm việc cùng chị ấy. Và học hỏi ở chị Thảo Vân rất nhiều việc, kể cả về trong công việc học kỹ năng giao tiếp. Ngoài thời gian làm thêm, Vân còn làm giáo viên tại Trung tâm Nghị lực Sống do chính Vân và anh trai, hiệp sĩ công nghệ thông tin Công Hùng sáng lập tại ngôi nhà nhỏ bé của mình. Học viên ở đây là những người khuyết tật và các tình nguyện viên. Họ được học tiếng Anh và tin học miễn phí. Có những học viên của trung tâm nhìn bên ngoài thì tưởng là cậu bé học sinh cấp 2, cấp 3, nhưng thực chất họ đã hơn 22 tuổi. Vân luôn quan niệm hoạt động tình nguyện không nhất thiết phải đi đâu xa, làm gì to tát, mà nó có thể được thực hiện ở chính không gian ta đang sống. Ngoài giờ giảng dạy, Vân còn tư vấn tâm lý miễn phí qua website, điện thoại hay gặp mặt trò chuyện với những người khuyết tật hoặc người bình thường đang chất chứa những tâm sự cần bày tỏ thông qua trang web Nghị lực Sống. Và đây trung tâm chúng em cùng với nhau, cùng một hoàn cảnh thì chúng em sống với nhau rất tốt. Không chỉ học về chuyên môn để có một cái nghề mà học được một cách sống mà một cách thể hiện mình. Thực sự thì với mình để mà thay đổi một cái gì đấy, để thay đổi được một cái gì đấy thì đã là rất là thành công rồi. Ví dụ như khi mà mình giúp một người bạn giống như mình trở nên tự tin hơn trong cuộc sống thì mình cảm thấy là cái hạnh phúc khi mà họ đạt được cái kết quả như thế cũng là hạnh phúc của mình. Để có thể tư vấn tốt cho mọi người, Vân luôn chịu khó tích lũy những kinh nghiệm vốn sống bằng mọi cách. Khi chúng tôi tìm hiểu về phong cách sống và những sở thích của Vân mới thấy cô ấy là một người thật thú vị. Là con gái, Vân cũng có nhu cầu làm đẹp, mua sắm, chụp ảnh và kết bạn. Khó ai có thể tin rằng với chiếc xe lăn cồng kềnh,
Vân vẫn có thể đi du lịch khắp nơi bằng xe buýt. Vì sở thích lớn nhất của Vân là đi du lịch trong nước và nước ngoài, nên Vân luôn cố gắng tiết kiệm tiền để có thể thực hiện được điều đó. Đi càng nhiều thì có thể học hỏi được càng nhiều. Vân lấy đó làm niềm vui và tích lũy dày thêm vốn sống để có thể tư vấn tâm lý tốt hơn cho những người khuyết tật còn đang yếu đuối trước số phận. Việc yêu thích nhất của mình là trở thành người tư vấn, mà đặc biệt là tư vấn cho người khuyết tật. Bởi vì thế này, bản thân mình cũng là một người khuyết tật, thì mình biết là trong cái cuộc sống ấy, nó gặp rất là nhiều cái khó khăn, mà có nhiều cái trở ngại mà mình bản thân với người khuyết tật ấy rất là khó để vượt qua, đặc biệt là với cái tôi của mình ấy, vượt qua chính bản thân mình rất là khó, mà có thể nói là Vân gần như là đã qua được cái giai đoạn khó khăn nhất, và Vân muốn là sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho các bạn khuyết tật khác. Đến với chương trình Công dân Toàn cầu, Vân muốn chia sẻ với khán giả, đặc biệt là những người khuyết tật, rằng sinh ra là một con người, nếu thiếu đi đôi chân, bạn vẫn có thể đi bằng xe lăn. Mất đi đôi mắt, bạn vẫn có thể dùng gậy để dò đường. Điều quan trọng là bạn phải có ước mơ và đừng bao giờ thôi hy vọng. Vì cơ thể khuyết, chứ ước mơ không hề khuyết. Bởi lẽ, được sinh ra để sống trên đời đã là một hạnh phúc.